Hello mọi người, không biết là mọi người như nào rồi? Ngày hôm nay thì Linh sẽ quay trở lại với mọi người với một video về chủ đề cuộc sống của influencer. Khác với những video behind the scene, hậu trường những buổi chụp hình thời trang của Linh trước đây, thì ngày hôm nay Linh sẽ chia sẻ cho các bạn cái công đoạn chuẩn bị trước khi mà sản xuất, pre-production của Linh và team mỗi khi chuẩn bị cho một shoot hình thời trang. Đây cũng là công đoạn mà Linh và team của mình dành rất là nhiều thời gian và công sức đấy. Mọi người cùng xem nhé. Bật mí cho mọi người một chút là những bộ hình thời trang mà mọi người nhìn thấy thì thực ra chỉ chiếm khoảng 30% tổng thời gian sản xuất thôi. Trong khi đó thì công đoạn pre-production, triển khai ý tưởng mới là công đoạn gian nan và tốn nhiều thời gian nhất. Tuy nhiên thì Linh lại cực kỳ thích công đoạn này bởi vì trong lúc này thì Linh mới được thực sự trở thành một content creator. Cùng xem một ngày của Linh sẽ như thế nào với vai trò một người sáng tạo nội dung nhé. Việc đầu tiên Linh làm trước khi nhận quảng cáo cho sản phẩm của bất kỳ nhãn hàng nào đó là đi tìm thông tin chi tiết của sản phẩm. Công đoạn này thì đòi hỏi kỹ năng research, đọc và nắm bắt thông tin rất là nhiều. Mình sẽ đọc tất tần tật mọi thứ từ những thông tin rất là chi tiết về sản phẩm, mục tiêu của campaign, thông điệp chính của sản phẩm, những yếu tố bắt buộc về branding của nhãn hàng và thậm chí là cả cách những nội dung tương tự đã được triển khai như thế nào. Trước khi think out of the box thì mình phải biết là trong cái box sẽ có gì đúng không mọi người? Thần chú của Linh đó là phải đọc, đọc nữa, đọc mãi. Bởi vì mình đọc càng nhiều thì mình càng thu thập được nhiều thông tin để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo, đó là lên ý tưởng. Song song với việc research thì Linh cũng sẽ trải nghiệm sản phẩm và đúc kết những quan điểm riêng của mình về sản phẩm sau khi mà mình sử dụng. Linh sẽ luôn tự đặt ra câu hỏi cho mình là bản thân mình thì thực sự thích sản phẩm này ở điểm nào. Và chỉ khi mình trả lời được câu hỏi đó thì mình mới có thể chia sẻ được điều này với mọi người. Đây cũng là cách để Linh cân bằng giữa chất riêng của bản thân mình và mong muốn của nhãn hàng, trong khi vẫn có thể chia sẻ với follower của mình một cách chân thật về sản phẩm đó. Vậy nên dù có những nội dung quảng cáo nhưng Linh vẫn luôn cố gắng giữ được sự gần gũi và chân thật nhất có thể đối với người xem của mình. Ý tưởng là trái tim của một sản phẩm sáng tạo. Vậy nên một ý tưởng hay không chỉ là một ý tưởng on brief mà còn thể hiện được chất riêng của mình. Sau khi đã thu thập được tất cả các thông tin thì Linh sẽ chọn một điểm sáng nhất của sản phẩm hoặc là một lý do để người dùng có thể tin tưởng vào sản phẩm đó và sẽ kết hợp cùng với quan điểm cá nhân của mình để nhấn mạnh trong nội dung của mình. Từ đó thì mình và team sẽ cùng ngồi với nhau để brainstorm idea và mô phỏng bằng hình vẽ về concept cho buổi shooting cũng như những ghi chú cho những lưu ý khi mà lên set. Là một fashionista thì yêu cầu về độ chính xác của video và hình ảnh của mình rất là cao. Và đặc biệt vào những lúc như thế này thì mình càng cần một công cụ hỗ trợ truyền tải hình ảnh thật là chuẩn xác với chiếc ZenBook Flip 13 của nhà Asus, đáp ứng hoàn toàn yêu cầu này của mình với màn hình OLED vừa truyền tải màu sắc rất là chuẩn xác, sống động, cộng với điểm cộng là giảm 70% ánh sáng xanh để bảo vệ mắt mình thật là tốt. Quá trình lên ý tưởng này thì thường diễn ra khá là lâu bởi vì do mọi người trong team đều có những ý tưởng và những quan điểm khác nhau và chúng mình cần trao đổi rất là nhiều trước khi đi đến thống nhất một ý tưởng cuối cùng, ý tưởng có thể tôn lên sản phẩm nhất. Và từ đó thì chúng mình sẽ triển khai nhiều phương án shooting khác nhau như thế này để cuối cùng chọn ra một phương án tốt nhất. Và vừa rồi thì mọi người vừa mới đi cùng Linh và team của Linh qua một buổi pre-production để chuẩn bị cho fashion shooting vào ngày mai. Không biết mọi người thấy thế nào nhưng mà bây giờ Linh cảm thấy rất là vui và thoải mái bởi vì chúng mình đã hoàn thành trước cả thời gian mong đợi. Và Linh rất là mong chờ là shooting của ngày mai sẽ diễn ra suôn sẻ. Bây giờ thì mình có dư 2 tiếng cho bản thân để ngồi xem bộ phim hoạt hình mà Linh cực kỳ yêu thích đây. Linh thì rất là thích xem phim hoạt hình luôn và nhất là phim hoạt hình của Ghibli Studio luôn. Một trong những bộ phim mà Linh rất là yêu thích là Howl's Moving Castle. Những lúc như thế này thì bao giờ Linh cũng sẽ tắt điện thoại và dành cho bản thân khoảng 2 tiếng mà không có một tin nhắn công việc gì để mình có thể thoải mái nhất có thể. Làm cả ngày nhưng vẫn phải dành ra thời gian nghỉ ngơi và giải trí nha mọi người ơi. Như mọi người cũng thấy thì đồng hành cùng Linh trong ngày hôm nay là bạn laptop Asus ZenBook Flip 13 OLED UX363. Ngoài ưu điểm về màn hình OLED như mình đã có nhắc đến ở trên thì em laptop này còn sở hữu tính linh hoạt cao với khả năng xoay gập, kèm bút theo máy, thích hợp để đem đi làm việc ở nhiều nơi. Linh highly recommend em này cho các bạn millennial làm văn phòng, sáng tạo hoặc là business nha. Ai đã cùng trải nghiệm em này như Linh rồi và thấy hiệu quả thì comment ở phía dưới cho Linh biết nhé. Bye bye mọi người và hẹn gặp lại cả nhà trong video lần sau.